Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc thùng cái đàn organ của mình K150 này để gửi cho một em học sinh ha. Em tên là Quốc Tuấn ở Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Rất là cảm ơn em rất nhiều ha, vì tuổi em còn nhỏ nhưng mà em đã biết dần dụm và biết đầu tư cho niềm đam mê của mình. Cảm ơn em rất là nhiều, mặc dù còn nhỏ nhưng mà em cũng có đặt cọc mình trước. Thường thường thì đặt cọc thì mình sẽ tặng quà một ít khác với lại chuyển khoản 100%. Tuy nhiên đối với những em học sinh thì mình rất là mến, thành ra mình cũng linh động ha. Mặc dù em chỉ đặt cọc trước một ít thôi nhưng mà mình sẽ tặng đầy đủ cho em. Mình sẽ vẫn tặng một cái dây rắc kết nối âm thanh. Em có thể kết nối cái dây rắc này để đưa âm thanh của điện thoại vào đàn hoặc là đưa âm thanh từ đàn vào dàn loa anh em ha. Có một cái chân đàn rất là xịn cho em ở đây luôn ha. Và tặng cho em một cái bao đàn luôn để em có thể đem đàn đi học hoặc là đem đàn đi chơi cùng bạn bè ha. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ trả trước tiền ship cho em luôn ha, free ship cho em từ đây đến Bình Dương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đọc thông nha. Cục nguồn nó sẽ nằm ở bên cái miếng xốp nằm bên trái đàn nha quý vị khán giả nha, cái cục nguồn đó. Đàn có kèm sẵn cho anh em là hướng dẫn sử dụng luôn nha, để anh em có thể tham khảo cách sử dụng cũng như là cái số điệu, số tiếng rồi đó, nó nằm ở đâu. Có sẵn giá nhạc để anh em có thể đi điện thoại, laptop vân vân. Đàn organ của mình K150 có thể sử dụng được pin nha anh em nha. Đây. Sáu viên pin tiểu anh em ha, là anh em có thể sử dụng được nếu mà anh em đi picnic, anh em đi họp lớp hoặc là anh em đi trong những trường hợp mà bị cúp điện đó. Sáu viên pin chơi rất là lâu. Rồi sử dụng nguồn gia đình anh em ha, anh em cắm điện như gia đình là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ test đàn nha. Đây là lớp siêu. Đàn piano của mình K150 có cái phím rất là hay luôn anh em, rất là độc đáo trong phân khúc ha. Dù giá chỉ 2 triệu hơn một chút thôi nhưng mà nó là cái bàn phím giống như đàn piano, phím hộp rất là tốt luôn. Đó, tắt nguồn, mở nguồn rất là nhanh ha. Rồi mình sẽ test cái phím đàn cũng như là cái âm thanh cho anh em nghe thử nha. Đó. Đàn Kutman K150 có những cái đặc biệt mà mình sẽ nêu trước nha. Thứ nhất đó là đàn piano Kutman K150 sở hữu phím hộp như piano. Thứ hai là nó có chức năng tút luôn, là chức năng cảm được phím á. Có nghĩa là đàn nhẹ nó kêu nhỏ, đàn mạnh nó kêu to, chứ không như những cái đàn mà cùng tầm tiền ha. Thì đàn mạnh, đàn nhẹ nó cũng kêu một tiếng à. Bây giờ mình thử nha, tút nè, ọt mà. Thường thường những cái đàn khác nó sẽ như thế này nè, đánh nhẹ nha, đánh mạnh nha, kêu y chang nhau à, nhẹ nè, mạnh nè. Nhưng đàn K150 thì khác nha, đàn nhẹ nè, đàn mạnh nè, nhẹ nè, thấy không, mạnh nhẹ nó kêu tiếng khác nhau, vậy mới hay anh em. Rồi bây giờ mình thử một bài nha. Thank you.
À, vậy nó mới hay, chứ còn nếu mà đàn mạnh nhẹ nghe nó kỳ lắm nha. Nếu mà mình đàn những như những cái đàn khác nha, không có tút, những cái đàn mà cùng mức giá hoặc cao hơn một chút, không phải là cao 150, nó sẽ như thế này nè. Anh em nghe không? Khi mà mình bấm hợp âm nhiều nốt xuống á, nó giọng một lần nó nghe rất là khó chịu luôn. Thà đàn một nốt còn khó nghe, còn khó phân biệt được, chứ đàn một lần mà nhiều nốt là nghe nó ồn liền ha. Thì đó là một cái đặc biệt của K150. Thứ hai là K150 có chức năng sustain. Sustain là làm vang tiếng đó. Bây giờ mình đàn không có vang tiếng nha, thì nó sẽ như thế này. Đó là những cái đàn bình thường. Còn của mình K150 có sustain để vang tiếng thì tiếng đàn piano của mình sẽ hay hơn rất là nhiều. Và anh em nghe thử nha. Đó, hay hơn rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì K150 có những cái đặc biệt, chẳng hạn như là màn hình ha. Màn hình hiển thị rất là đầy đủ nha, có xích nhạc nha, khóa pha, khóa son, có nút nhạc hiển thị lên phím đàn, sẽ hỗ trợ cho mình học rất là nhiều nha. Rồi, đàn Kutmin K150 còn có khả năng đọc được USB nữa, mình đã có một vài USB ở đây ha, một vài bài nhạc MP3, anh em nghe thử nha. Đó, anh em thấy rất là hay ha. Đó, chị em cắm này vô thôi. To nhỏ qua bài, lùi bài, bật tắt và thay đổi được hiệu ứng âm thanh. Rồi, còn những cái chức năng mà gọi là căn bản á thì trên K150 đều có ha. Tại vì những chức năng vượt bậc như là tút nè, sustain, MP3 mà K150 đã có thì những chức năng những cái đàn khác có trong tầm giá thì K150 cũng sẽ có ha. Chẳng hạn như là sẽ có transpo để tăng giảm tông. Sẽ có tới 300 âm sắc, 300 điệu để mình có thể chơi organ ha. Rồi tiếng đàn piano thì rất là hay. Đối với những anh em chơi lâu năm hoặc là từng tiếp xúc những cái đàn xịn thì mình không nói nha. Còn trong mức giá 2 triệu hơn, thậm chí là 3 triệu thì mình đánh giá tiếng đàn piano của Kutmin K150 rất là hay. Rồi, sẽ quay lại chỗ kết nối hồi nãy ha. Thì anh em thấy đây là có kết nối MP3, kết nối USB để đọc MP3. Ở đây có một cái lỗ để kết nối với lại laptop hoặc là máy tính hoặc là điện thoại để anh em có thể học nhạc hoặc là sản xuất âm nhạc ha, cổng MIDI đó. Ở đây sẽ có một cái lỗ là lỗ micro, anh em có thể kết nối micro vào đây để hát, để thuyết trình ha. Đây là cổng phone là cổng để kết nối điện thoại, nhạc cụ khác hoặc là laptop đưa âm thanh vào đàn. Hoặc là, ủa, mình xin lỗi anh, mình nói bị ngược. À, cái micro này là đưa âm thanh của giọng nói mình qua micro và cũng đưa âm thanh từ nhạc cụ khác hoặc laptop vào trong đàn ha. Còn cái cổng phone này là sẽ giúp mình kết nối với tai phone hoặc là đưa âm thanh của đàn ra dàn loa lớn. Đó. Ok anh em. Nếu anh em quan tâm về cái đàn organ Kutmin K150 có thể đón xem nhiều hơn trong những video của mình đã và đang đăng về K150. K150 màu đen đang có hiện có mức giá là 2.250.000. Bên mình tặng sẵn cho anh em chân đàn luôn, có sẵn nguồn, có sẵn giá nhạc, phiếu bảo hành 12 tháng. Đối với những anh em mà chuyển khoản trước thì mình tặng thêm giống như em này ha, mình tặng thêm bao đàn, bộ rack và miễn ship. Đàn organ Kutmin K150 được bảo hành tất cả là 12 tháng, một đổi một trong vòng 12 ngày và hỗ trợ sửa chữa sau thời gian bảo hành. Một lần nữa cảm ơn em Quốc Tuấn rất là nhiều đã tin tưởng bên anh. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành suốt video. Tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong video lần sau.